Nếu bạn muốn trở thành CEO, bạn hãy xem video này. Mình tên là Dan Nguyễn, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư, tư vấn doanh nghiệp hay nhất tại Việt Nam. Nếu bạn muốn trở thành một CEO giàu có, vững chắc, thì cái video này là của bạn. Câu chuyện bắt đầu. Một anh thanh niên học rất tốt, từ nhỏ tới lớn, lên tới 12, lên tới đại học và tốt nghiệp một cách một con số khổng lồ, bằng cấp đầy đủ, và anh ta xin được vô một công ty rất nổi tiếng ở Mỹ để làm. Qua 20 năm cày ở công ty đó thì anh với được bậc thang ở trên đầu, trở thành người CEO, người lãnh đạo của công ty đó. Ngay bây giờ thì anh ta rất là giàu có và có thể cung cấp tất cả mọi mặt cho gia đình. Con của anh ta thì cũng học tới nơi với chốn, vợ anh ta thì ở không mười mấy năm qua rồi, thì nói chung về việc cung cấp cho gia đình thì anh ta rất ổn. Mỗi ngày anh ta tới văn phòng thì anh ta có một cái học, mà cái học đó thì bị khóa lại, mà chỉ có anh ta có chìa khóa mà thôi. Cứ mỗi lần tới văn phòng thì anh ta mở cái học của anh ta ra và kéo ra những cái ngăn mà những cái củ quý của anh ta trong đó. Ở trong đó nó có vài cái hình của anh ta và ba anh ta, và trong đó nó cũng có những cái móc, những cái lưỡi câu cá và những cái phụ tùng để câu cá. Bốn cái hình, hình đầu tiên là lúc anh ta khoảng 8 tuổi. Anh ta với ba anh ta ở giữa cái hồ, nằm trên cái ở trên một cái ghe đang câu cá. Hình thứ hai là anh ta khoảng 20 mấy tuổi, cũng ở trong cái hồ đó với gia đình của anh ta. Và hai cái hình còn lại là khoảng cách đây cỡ 15 năm trước, anh ta câu cá ở cũng là cái hồ đó. Thì cái kỷ niệm này nó rất là sâu xa và nó rất là nó kết nối với cái lòng, với cái con tim của ông ta rất rất là nhiều. Nhưng 15 năm rồi anh ta chưa có dịp, bởi vì quá bận với công việc công ty và tất cả mọi mặt thì anh ta chưa có dịp để tới lại cái hồ này. Thì ngay bây giờ tiền cũ của anh ta, vật chất thì anh ta có nhiều, nhưng thời gian thì anh ta không có, rất là bận rộn. Thì cứ mỗi ngày mà để mà có tinh thần làm việc cho công ty và xử mọi công việc, bởi vì bây giờ anh ta làm sếp chứ không phải làm lính, thì tất cả mọi thứ phải qua trình và trình bày cho anh ta để ký và duyệt và xử lý công việc, thì quá bận rộn. Thì cứ mỗi ngày để anh ta lấy được tinh thần để giải quyết công việc cho ngày hôm đó, thì anh ta phải cái đầu tiên là anh ta mở hết cái học này ra và coi ngó, cầm những cái lưỡi câu này lên, những cái lưới này lên, những cái hình này lên, và mơ mộng một ngày nào tới đây anh ta có thể tới lại cái hồ này với gia đình anh ta. Thì ngày này là ngày sinh nhật của anh ta. Anh ta được 51 tuổi. Và anh ta cũng lặp đi cái câu chuyện này, là tới văn phòng và anh ta mở cái những cái hộp này ra và ngó nó để là chuẩn bị nạp năng lượng để giải quyết công việc ngày hôm nay. Thì buổi sáng trôi đi và mọi việc rất là ổn định. Sau khi buổi trưa anh ăn trưa, một bữa ăn trưa rất nhẹ, rồi qua khoảng cỡ 1 giờ trưa thì con tim của anh ta cảm thấy rất là đau đớn và nó giống như có một bàn tay, một sức lực đang dò bóp cái con tim của anh ta. Và qua 2-3 phút chống lại và kháng cự thì anh ta đã té xuống và chết đi. Sau khi anh ta sau khi cô nhân viên làm cho anh ta, thường thường thì vài tiếng cô ta cũng mỗi ngày cô ta đem giấy tờ vô cho anh ta ký, thì cô ta phát hiện là anh ta đã té xuống và gọi cấp cứu. Những người y tá bác sĩ tới thì đã quá muộn, anh ta đã rời
trời trái đất của chúng mình. Sau khi tất cả chôn cất thì cô nhân viên đó gọi gia đình để cho gia đình, những đứa con và người vợ tới để thu xếp những cái vật chất của anh ta ở trong văn phòng. Thì họ không tìm được cái chìa khóa của cái hộp này, thì người ta phải đành cắt cái ổ khóa này và mở ra. Thì lúc mở ra thì bà vợ mà thấy được những cái vật chất này ở trong những cái hộp này, và thấy những cái tấm hình. Thì trước đây bà cũng được trải nghiệm, bà cũng được đi tới cái hồ này và thấy được bốn tấm hình này. Và cái đam mê của ông, đam mê của ông, thì bà cảm thấy là bà thấy những hình này và bà khóc, bà té xuống và bà khóc. Thì cái câu chuyện là thiệt sự bạn muốn trở thành CEO hay không, tại vì những cái gì xã hội nó đang vẽ cho bạn, trở thành CEO không phải những gì bạn tưởng tượng đâu. Trước đây Daniel cũng là một CEO và một người chủ của một công ty rất lớn ở Mỹ. Mỗi tháng Daniel bán tới hơn nửa triệu đô lận, nửa triệu đô. Và lúc đó thì Daniel một ngủ một ngày 2 tiếng và ăn một ngày một bữa. Thì nhiều lúc á, Daniel lái xe về, lúc mà về được nhà thì trên những cái con đường mà Daniel phải lái về á, là nó nằm ở ngoài xa lộ. Thì lúc nào ở bên Mỹ thì lúc nào cũng đi xa lộ đó, để về nhà cho nhanh mà. Thì nhiều lúc Daniel có nhớ rằng là có những cái bữa Daniel quá mệt đi. Lúc mình quá mệt đó là mình không kiểm soát được cái đầu của mình, thì nó có những cái suy nghĩ. Nó tới với Daniel là nếu mình quẹo cái tay lái này qua một bên, và có một cái xe tải rất lớn 16 bánh có thể đụng mình, và mình có thể chết ngay lúc đó. Và nếu mà làm vậy thì cái cuộc sống Daniel sẽ tốt hơn ngay lúc đó. Thì nó có những cái suy nghĩ giống vậy. Lúc mà mình quá mệt là mình muốn thoát ra thôi, thoát ra cái cuộc sống này thôi. Thì rõ ràng cái đó là sự trải nghiệm của Daniel, chứ không phải là tất cả những người CEO phải qua cái trường hợp như vậy. Nhưng mà nếu mà trở thành một người CEO mà giàu có hay là có trách nhiệm, thì bạn chắc chắn sẽ rất là bận rộn, chứ không phải là một người CEO giàu có là chỉ ăn không ngồi rồi. Cái người đó không phải là CEO, người đó là giống như ăn không lấy lương thôi, chứ không có trách nhiệm. Thì nó là một cái, nó không phải là một cái câu chuyện Daniel đang kể ngay bây giờ. Thì thiệt sự cái câu hỏi là thiệt sự bạn muốn trở thành CEO hay không? CEO, nếu bạn không phải là người chủ ở đó thì bạn vẫn là người đi bán thời gian cho đồng tiền. Thì có thể bạn làm cho công ty đó 10-20 năm, nhưng đặt ra câu hỏi nếu mà bạn lỡ làm sai một việc gì đó, bạn có bị đuổi hay không? Thì chắc chắn là phải có thể. Bạn có thể đuổi. Ở trên thế giới này rõ ràng người công ty này, công ty nọ thay đổi CEO rất là nhiều. Nhưng cái lời khuyên của Daniel á, bạn không phải CEO, không phải là thứ bạn muốn đâu. Bởi vì con người mình là vậy, bất cứ một cái gì mình chưa có thì mình ham muốn nó. Mà bởi vì những xã hội vẽ ra là mình phải làm ông này bà nọ, thì hoành tráng. Nhưng mà cái đó chưa chắc là cái bạn muốn. Bạn phải đánh đổi rất nhiều. Riêng cái bài câu chuyện này thì ông phải đánh đổi cái đam mê của ông cho đồng tiền hết một cuộc đời. Hết một cuộc đời ông chỉ biết lo cho gia đình thôi, và quên cái đam mê của mình đi.
mỗi ngày phải phải đạp cái đam mê mình xuống để theo đuổi đồng tiền. Chắc chắn rằng CEO, một cái chức vị là không phải là cái chức vị bạn muốn. Cái mà bạn muốn là hạnh phúc, có thời gian cho chính mình, có thời gian chăm sóc gia đình, có thời gian đi du lịch, có thời gian hưởng thụ những gì mình muốn, theo đuổi đam mê. Chứ một chức vị CEO chưa chắc là cái bạn muốn. Và cái đừng để mình trở thành một người trong một cái câu chuyện vừa rồi. Mình trở thành một người trong cái câu chuyện vừa rồi thì bạn nên suy nghĩ lại. Cái kinh này là cái kinh hướng dẫn đầu tư, thì cái đó là có thể là một cái con đường nó hay hơn. Và một người đầu tư có nghĩa rằng là bạn làm ra tiền cũ, xong mà lấy cái tiền của bạn đi đầu tư và xin lời, và sau đó là cái thời gian của bạn á, là của bạn, chứ bạn không đi bán nó. Bạn muốn làm gì bạn làm, thì cái kênh này là chủ yếu là hướng dẫn cho bạn làm sao đầu tư xin lời một cách khôn ngoan, để một ngày nào đó bạn có thể lấy được hết lại thời gian cho chính mình, chứ không bán nó. Mình tên là Đan Nguyễn, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư, tư vấn doanh nghiệp hay nhất tại Việt Nam. Xin chào.